Vẫn trận đầu tiên luôn. Không hiểu. Cố lên, nhất đi. Đấy rồi. Ui, đu, mình nhận được quả đòn hộp VIP 2 này. Chào các bạn, mình là Linh đây. Các bạn rất là nhiều anh em bất ngờ tại sao mình vẫn còn ở đây. Và mình đã đính chính với anh em ở clip trước, ở clip vua súng rồi, là tức là trong 2 ngày đấy mình có được lệnh gọi hay không thì mình kiểu mình đang hoảng, kiểu hơi lo cái đoạn đấy thôi, chứ còn thực ra đến cái thời điểm lúc đến bây giờ đến cả bây giờ này, tức là mình vẫn chưa có lệnh đấy nhá. Vậy đồng nghĩa là với việc là chúng ta sẽ gắn bó với nhau thêm 1 năm nữa, nên là anh em yên tâm đi, không phải rất là nhiều anh em kiểu lo lắng cho mình kiểu à, đây, ui không anh em ơi, yes, như nào, đuổi ai, đuổi này, chuyện bạc kẹo. Nên là anh em yên tâm nhá, mình không nghĩ là ui là những cái đầu sắt này, những cái đầu sắt cầm kiếm nó bị lác, nhớ cái phòng mà nhiều người quá thì nó hay bị như này lắm, gì đấy, nhìn đáng yêu vậy. Nhưng mà hay là nhân vật à, nhân vật mới à? Có phải nhân vật mới không ta? Đấy, nó cầm cái liềm đấy. 4 kill. Thực sự là rất là cảm ơn anh em kiểu quan tâm mình và hỏi han mình, thực sự nó có phú ấy. Mẹ anh Hồng kiểu kiểm duyệt viết ở trong nhóm mình ấy, em ấy dành nhiều fan chân chính thực sự luôn, mình chưa bao giờ mình gặp một ai đấy mà rồi là hỏi han mình. Đấy, những cái lúc kiểu em mình sắp phải đi nghĩa vụ này, kiểu nhiều tâm sự các thứ thì em ấy rất là kiểu hỏi han. Cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn và rất nhiều anh em trên group nữa. Đấy là chúng ta sẽ gắn bó với nhau thêm 1 năm nữa nhá. Có nhân vật mới thôi, nhân vật đấu sắt. Nhìn đáng yêu ấy, nhìn nó kiểu lùn lùn đấy, xong rồi mập ấy, nhìn yêu ấy chửa. Run, cứu bạn ơi, cứu. Hỏa lực vô hạn. Ui, mình sống đây, ngon. Thằng hỏa lực vô hạn là mạnh thật. Ui, nhìn nó đây. Ôi, tôi thằng kia bị dịch xít rơi xuống rồi. Khổ, đang bắn. Nhìn này. Nó đấy, thằng này vip cực. Thì bị thằng đầu xít là nó rơi mẹ xuống ấy. Vãi, khổ thân. Chết đi. Ui dồi, lục Legion, kiếm Legion, Ska Legion. Má, đùa, thằng này nó bị điên rồi anh em ơi. Nhìn nó kìa. Sợ. Cái khủng khiếp thật này, không có nào lại gần nó được nữa. Nào. Nguyên một cái bộ snack đấy. Nhiều khi mình nở ra mấy loại vũ khí ấy, ẩm ương với đấy. Rồi, vậy là anh em cứ yên tâm nhá. Là thôi rồi. Đây là hiệp thứ 8 rồi. Hôm nay có hồng gold đấy, nhưng mà hôm nay mình nhặt hồng gold đen lắm, toàn ra vũ khí gì đâu. Đây, ui rồi ui. Ui, 1000 máu này. Rồi headshot. Hey, bắn cái này thực ra không phải snap đâu anh ạ, bởi vì nó tự snap nhanh rồi nên là bắn nó ít chưởng lắm. Úi rồi, double kill. Ok. No. Rời đi. Mày rời đi, má. Lên đây làm cái gì? Mày hết chỗ chơi à? Này, bạn đâu ấy? Các bạn nhân viên này cứu mình với. Cứu. Mẹ, con đồ to nó. Mẹ. Ôi, nước sông cũng phạm nước giếng anh ơi. Chết mày đi. Mẹ, con đồ to chó chết rồi. Nó đuổi mình sợ quá. À, thằng kiếm ra gần bên. Nó đứng ở đây là do không sống nổi đúng không? Đầu to vừa mở mắt cái chết luôn kìa. Này. Mẹ, thứ gì? Ôi. Mẹ, nó cào xuống mình nhỉ? Nào mẹ nhá, chúng nó thành hero hết kiểu, mình không được này mà hero cay chưa, đúng đen đấy. Nào, ui đây rồi, đấy chứ phải như thế này chứ anh em. Cái gì đây? Kiếm súng SMG dịch chuyển. Ôi dịch chuyển sai. Ui mình chỉ biết đặc biệt hay sao thì. Ui cái này nó có chém lướt anh em ạ. Này anh em đổi ba lô nó sẽ có chém lướt luôn này, rồi mới để ý đấy. Mình có thể dịch chuyển lên cao đúng không? Ui, dịch chuyển lên cao đấy anh em, nó sẽ di chuyển lên hẳn lên cao này. Từ từ nhá. Mình sẽ thử lên cao hẳn này. Ui, gần đến nơi luôn mà. Anh nhân nó bị mất máu anh em ạ. Đỉnh em ơi. Từ từ mình phải làm quen với cái quả SMG. Ui, được không anh em? Em sẽ có khả năng dịch chuyển lên được những cái bậc cao hơn nhé. Một số loại vũ khí dịch chuyển ở đây thì gần như là nó sẽ bị rất dễ bị mắc. Nhưng mà riêng dòng này thì không em. Mình thử lên cao này. Gần lên đường này. Nhưng mà rơi xuống bị mất máu ạ, vãi nồi. Cái này có khi mà nó bay ngu không? Lên đường luôn anh em ơi. Phê vãi. Ui, nước hầm bóng tối. Đã đây. Ui, dòng này thì mình không sợ nhá. Dòng này thì nó thay đạn nhanh lắm. Nó đã chiến. Ôi trời. Trời, thông minh đấy. Nó vứt về cái khẩu sáu đầu đôi vào trong cái hộp cầm cầu thang ạ. Ô, cái này dịch chuyển lùi được em ơi. Nhìn nhá. Đây nhá, lùi này. Ấy, quay. Đấy, ui. Đủ mình lùi lên hẳn trên này luôn mà. Ô, xịn vãi. Đây, ui. Ui, giờ mới biết là cái quả này nó kinh dị thật. Đấy, sống này. Ôi, mình là chỉ biết đặc biệt luôn anh em ơi. Ôi. Thôi các bạn đừng đuổi chúng nó nữa. Bọn này nó khỏe lắm. Đây, mình thử lùi lên đây nhá. Ghê vãi đồi. Đúng quá. Quả này bá bạo vãi. Di chuyển. À thôi. Di chuyển chưa rồi. Chiu. Ok. Hình như nhảy là không di chuyển được em ạ. Thì nhá. Ui được à. Vẫn được. Đây, đứng đây cho an toàn. Không được. Đấy. Cận chiến. Mình thử cận chiến thôi mà cái này này. Ui, 2000 máu kìa. Bắn. Ui, thành hero rồi. Đấy rồi anh em ơi. Mãi được một trận làm hero. Ngon. Đây rồi. Đứng đây. Chặt hết. Xôi, phê chưa? Đầu đất. Mình chỉ sợ có đầu đất nó dẫm trúng người thôi. Dịch chuyển. Tao như nào? Thôi đuổi á. Đuổi này. Dịch chuyển. Nó nhích lên. Nhảy cái chân lên nó cào chết rồi. Nhích lên. Rồi ôi, ngoan rồi anh em ơi, sống rồi. À, con này đợi mãi mới được trận hero. Chết đi. Bướng. Đuổi này. Đuổi với chúng tôi. Nào ra đây. 12 giây nữa thôi. Hero ở đây có khả năng hồi máu nhá, nên cứ bắn trúng zombie càng nhiều ấy. Thế nhưng mà cứ mỗi lần anh em bắn trúng một con zombie thì anh em sẽ được hồi 100 máu đấy. Lời phết. Ý xà. Dịch chuyển. Mình vẫn còn dịch chuyển vãi. Để mình kiếm chỗ nào bay cao này này. Không có đây này. Đây. Mình chặt chết một con zombie rồi anh ơi. Nó đang mảnh ngó thằng bên trên ạ. Ôi thân. Ôi, cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Và sơ qua tình hình nó là như thế. Nên là ok, thời gian tới thì mình sẽ có nhiều dự định hơn dành cho anh em. Nên anh em cứ chờ đợi thôi. Yes. Bye bye. Có đỡ này.